Các em ạ, nếu mà so sánh một số tự nhiên là ví dụ như so sánh 3 với 4, số nào lớn hơn, số nào bé hơn hay bằng nhau thì rất là dễ rồi đúng không nào? Thế thì so sánh hai phân số thì ta làm như thế nào? Đầu tiên, thầy sẽ vẽ đoạn thẳng AB. Tiếp theo là thầy chia đoạn thẳng AB này thành 5 phần bằng nhau. Tiếp theo nữa là thầy xác định một đoạn thẳng AC có độ dài bằng 2 phần 5 đoạn thẳng AB. Và tiếp theo là đoạn thẳng AD. Đây, AD bằng 3 phần 5 đoạn thẳng AB. Thế thì quan sát trên hình vẽ các em thấy 2 phần 5 và 3 phần 5 cái nào lớn hơn? Như trên hình vẽ này chúng ta rất là dễ dàng nhận thấy 3 phần 5 thì gồm có 3 phần, còn 2 phần 5 gồm có 2 phần. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận ngay ra được rằng là phân số 3 phần 5 lớn hơn phân số 2 phần 5. Thế nhưng mà chẳng lẽ bài nào chúng ta cũng phải vẽ hình như thế này? Vậy thì cái cách mà chúng ta so sánh hai phân số cùng mẫu số là như thế nào? Thế thì các em quan sát này, chúng ta nhận thấy rằng là trong hai phân số 2 phần 5 và 3 phần 5 này có mẫu số chung là 5, hay nói cách khác là mẫu số của nó bằng nhau. Thế thì chúng ta chỉ việc so sánh hai tử số thôi các em ạ. Chúng ta thấy 3 lớn hơn 2, hai tử số này 3 lớn hơn 2 thì chúng ta kết luận ra được là phân số 3 phần 5 lớn hơn phân số 2 phần 5. Hay nói cách khác là phân số 2 phần 5 bé hơn phân số 3 phần 5. Để được so sánh được hai phân số cùng mẫu số thì chúng ta có cách làm như thế này. Trong hai phân số cùng mẫu số thì phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn. Đây, phân số này này, 2 phần 5 này có tử số là 2, bé hơn phân số 3 phần 5 có tử số là 3. 2 bé hơn 3. Vì thế, phân số 2 phần 5 bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Phân số 3 phần 5 có tử là 3 lớn hơn phân số 2 phần 5 có tử là 2. Vì vậy phân số này trong trường hợp là hai tử số bằng nhau, mẫu số bằng nhau, tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Các em đã nắm được cái cách so sánh hai phân số cùng mẫu số rồi. Thế thì bây giờ thầy mời các em chúng ta cùng đi thực hành luyện tập. Bài 1, so sánh hai phân số có 4 câu, câu A, câu B, câu C và câu D. Như chúng ta biết, để so sánh được hai phân số cùng mẫu số thì chúng ta chỉ việc so sánh tử số với nhau thôi. Và việc của chúng ta là sau khi xác định so sánh được tử số với nhau rồi thì chúng ta điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng ở những chỗ chấm 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 này. Bài tập 2, chúng ta có hai câu. Câu A, so sánh hai phân số 2/5 và 5/5 rồi rút ra nhận xét. Câu B, so sánh hai phân số 8/5 và 5/5 rồi rút ra nhận xét. Các em thân mến, ở cái bài tập 2 này, nó vừa là bài tập nhưng nó vừa có một chút kiến thức liên quan đến tính chất của phân số đấy. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu bài này nhé. Câu A là so sánh hai phân số 2/5 và 5/5 thì chúng ta sẽ lần lượt so sánh. Chúng ta thấy rằng là hai phân số này có cùng mẫu số, vì thế chúng ta so sánh tử số thì phân số 5/5 lớn hơn phân số 2/5. Các em đặc biệt chú ý cho thầy này. Còn một cái cách nữa để chúng ta so sánh hai cái phân số đó là chúng ta so sánh hai phân số này với một. Thì chúng ta nhìn thấy phân số 5/5 này, tử bằng 5, mẫu bằng 5, hay đây là một phép chia 5 chia 5 thì bằng 1. Cái bài này về bài học về cấu tạo phân số chúng ta học rồi đúng không? 5/5 bằng 1. Chúng ta thấy rằng là 2/5 này bé hơn 5/5 thì đương nhiên cái 2/5 này bé hơn 1. Hay nói cách khác là tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1. Như vậy thì chúng ta từ cái việc so sánh hai cái phân số này thì chúng ta rút ra được một cái nhận xét, đó là nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1. Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1. Còn nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1. Và chúng ta sang thực hiện câu B, so sánh hai phân số 8/5 và 5/5 rồi rút ra nhận xét. Thế thì chúng ta cũng thực hiện so sánh thôi. Hai phân số này cùng mẫu số là bằng 5. Chúng ta so sánh hai tử số với nhau, 8 lớn hơn 5, như vậy là 8/5 lớn hơn 5/5. Mà chúng ta thấy này, 5/5 là bằng 1, như vậy là 8/5 này chắc chắn lớn hơn 1. Như vậy ta lại rút ra được một cái nhận xét nữa, đó là những cái phân số mà có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1. Như vậy là qua thực hiện hai cái câu A và câu B của bài 2 này này thì chúng ta rút ra được ba nhận xét đó các em ạ. Nhận xét thứ nhất đó là nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1. Cái nhận xét thứ hai là nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1. Và một cái rất quan trọng đó là nếu tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1. Nội dung quan trọng nhất trong bài học ngày hôm nay của chúng ta đó là trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn, phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Đây là nội dung hết sức quan trọng và nó có liên quan rất là mật thiết đến những bài học phía sau nữa đấy các em ạ. Các em hãy ghi nhớ nó thật kỹ nhé.
Yêu cầu đầu tiên của chúng ta trong bài học là so sánh phân số 2 phần 3 và phân số 3 phần 4. Các em ạ, hai phân số này là hai phân số khác mẫu số. Có nhiều cách để mà so sánh lắm đó các em ạ. Tuy nhiên thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta bằng một cái cách so sánh hai phân số này bằng thông qua hình ảnh nhé. Thế thì bây giờ thầy có hai cái băng giấy như nhau này, đều bằng nhau. Ở cái băng giấy thứ nhất thầy sẽ chia nó ra làm 3 phần và thầy sẽ tô màu nó hai phần và thầy có phân số là 2 phần 3. Ở cái băng giấy thứ hai thì thầy sẽ chia làm 4 phần bằng nhau và thầy sẽ tô màu nó làm 3 phần và thầy cũng có phân số 3 phần 4. Bây giờ chúng ta thử so sánh xem phân số 2 phần 3 và phân số 3 phần 4 bằng hình ảnh xem phân số nào lớn hơn, phân số nào bé hơn. Qua cái việc quan sát hình ảnh này thì chúng ta dễ dàng nhận thấy phân số 2 phần 3 bé hơn phân số 3 phần 4, hay nói cách khác phân số 3 phần 4 lớn hơn phân số 2 phần 3. Như vậy là chúng ta đã so sánh xong phân số 2 phần 3 và 3 phần 4 rồi. Ồ, nếu mà so sánh hai phân số khác mẫu số mà phải vẽ hình rồi lại tô màu, mất nhiều thời gian như này thì khá là phức tạp. Thế thì còn cái cách nào để so sánh hai phân số khác mẫu số nữa hay không? Các em thân mến, vận dụng những cái bài học về quy đồng mẫu số này, so sánh hai phân số cùng mẫu số thì chúng ta hoàn toàn có thể so sánh hai phân số khác mẫu số được đấy các em ạ. Chúng ta hãy vận dụng cái bài ngày hôm trước, đó là chúng ta sẽ quy đồng mẫu số hai phân số này này. Sau khi quy đồng thì hai phân số này cùng mẫu số rồi thì chúng ta sẽ so sánh hai phân số này ở cái dạng là so sánh hai phân số cùng mẫu số. Đầu tiên, chúng ta sẽ quy đồng mẫu số phân số 2 phần 3 và 3 phần 4. Quy đồng mẫu số 2 phần 3 thì chúng ta được phân số là 8 phần 12. Phân số 3 phần 4 quy đồng thì được 9 phần 12. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh hai phân số 8 phần 12 và 9 phần 12. Chúng ta nhận thấy hai phân số này có cùng mẫu số rồi. Chúng ta chỉ việc so sánh hai tử số mà thôi. 9 lớn hơn 8. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận phân số 3 phần 4 lớn hơn phân số 2 phần 3, hay nói cách khác là phân số 2 phần 3 bé hơn phân số 3 phần 4. Từ đây thì chúng ta có thể rút ra được một cái ghi nhớ về cách so sánh hai phân số khác mẫu số, là muốn so sánh hai phân số khác mẫu số thì ta quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của hai phân số mới. Bây giờ thầy mời các em chúng ta sang phần tiếp theo, phần bài tập thực hành. Bài 1 chúng ta có 3 câu, câu A, câu B và câu C. Đây là những bài tập so sánh phân số khác mẫu số. Thế thì so sánh phân số khác mẫu số thì chúng ta đã rõ cách làm rồi đúng không nào? Đầu tiên là chúng ta phải quy đồng mẫu số này, sau đó chúng ta so sánh hai phân số mới này và sau đó chúng ta kết luận. Bài tập 2, rút gọn rồi so sánh phân số. Để rút gọn được phân số thì đầu tiên chúng ta phải xét xem cả tử số và mẫu số cùng chia cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1. Chúng ta thực hiện chia cho số tự nhiên đó và cứ làm như vậy cho đến khi nhận được phân số tối giản. Thế thì trong cái bài này á, chúng ta rút gọn là chúng ta phải lưu ý đến là nó phải cùng với mẫu số của phân số còn lại. Khi mà cùng mẫu số với mẫu số của phân số còn lại thì chúng ta mới có thể so sánh được. Còn nếu chúng ta cứ rút gọn miết về phân số tối giản thì nó lại không cùng mẫu số với phân số kia. Vì thế chúng ta sẽ không so sánh được. Các em thân mến, nội dung quan trọng cần ghi nhớ trong bài học ngày hôm nay của chúng ta đó là cái muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta phải quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.